Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực Việt mình sẽ chia sẻ các bạn cách nấu món canh cua đồng nhé. Nấu canh cua ngọt mát cho ngày hè. Đây các bạn chuẩn bị cho mình cua. Khi mình mua cua về mình ngâm vào nước như này, các bạn có thể ngâm nước vo gạo nhé để cho nó nhả hết cái lầm đi. Có cua sạch ạ, mình thay khoảng độ 3 lần nước ạ. Mình mua từ sáng, bây giờ chiều mình nấu cơm bữa cơm tối thì nhé. Cho nên là mình sẽ đi xé cua, và trước khi xé cua thì mình sẽ cho vào trong tủ ngăn đá. Các bạn cho mình khoảng 20 đến 30 phút để cho cua nó ngủ đông, thì khi mình làm ấy nó sẽ không bị cắp các bạn nhé, thì sẽ không bị đau ạ. Và các nguyên liệu để làm cái canh cua này thì các bạn chuẩn bị cho mình như sau: hành lá, mùi, hành thơm, tía tô hay là lá lốt nhé, cà chua ạ. Và các gia vị khác thì mình sẽ nói sau ạ. Mình sẽ cắt hết cái nước cua này ra đi nhé. Các bạn sẽ cho mình vào cái bình bóng hoặc làm gì đó để mình cho vào ngăn đá. Cua đồng tuy nó bé nhưng mà thịt nó chắc, nó rất là khỏe, nó không như cua nuôi. Cua nuôi các bạn thấy nó to và nó ộp cua. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào ngăn đông khoảng 20 đến 30 phút sau mình sẽ lấy ra để mình làm nhé. Hành tím các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Hành thơm nhé. Cà chua lâu lâu mình không mua, còn mấy quả cà chua của nhà cho nên là nó. Đấy, các bạn cho thái cho mình cà chua ra. Nên là mình cái cà chua này nó hơi vàng. Hành lá, tía tô, lá lốt các bạn cũng thái nhỏ ra cho mình nhé. Đây các bạn, khi cua mình để được 30 phút rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra nhé. Nó chỉ là yếu thôi, nó không chết được, chưa chết được các bạn nhé. Cho nên là mình phải làm nhanh, không có là nó sẽ lại sống, nó khỏe, nó sẽ bò, nó cắp chúng ta mất. Thế thật nhanh nha. Con to này mình làm trước, mình có hình con to này mà cắp vào thì là đầy lắm ạ. Đấy, cua phải tươi ngon như thế này thì các bạn nấu canh rất là ngon nhé. Không cần phải cua to ộp làm gì cả. Những cái con cua thì các bạn mua, những cua nuôi ấy, các bạn nhìn thấy ngay, nó vừa to vừa ộp, mà nó lại cần nó không chắc cua ấy, thì thịt cua nó sẽ không được nhiều nhé. Mình mua từ sáng đến giờ mà nó vẫn sống, không một con nào chết cả, nó rất là khỏe. Cua tự nhiên thì nó sẽ sống khỏe hơn. Nhớ là móc cua mang lại cái đằng sau nó ra đi. Các bạn là xé hết cho mình, sau đó thì mình sẽ đem đi để mình giã hoặc xay nhé. Khi mình đã xé xong nhé, các bạn sẽ khêu cái mình cái gạch cua này đi. Mình để vào trong tủ lạnh như vậy các bạn ạ. Khi làm cua rất là nhanh, các bạn chỉ cần đổ 5 phút là mình đã xé xong được nửa cân cua đấy ạ. Sau khi mình lấy xong nhé, các bạn sẽ cho nước vào để mình bỏ cái phần nước này đi thì nó sẽ không bị hoi nhé. Mình sẽ chắt bỏ đi. Đây ạ, chắt bỏ cái phần nước này đi nhé. Cua bây giờ mình sẽ cho vào cối để mình xay các bạn nhé. Với từng này cua thì mình phải cho nước vào mới xay được, phải xay làm 2 lần. Sau mình sẽ cho ra để mình xay nữa và mình sẽ nọc ạ.
chuẩn bị cái dây nọc và các bạn sẽ nọc cái phần cua cho mình. Cái phần bã này mình sẽ xay luôn cùng cái phần cua kia nữa. Cái phần bã này mình sẽ cho vào đây xay tiếp nhé. Các bạn sẽ lọc đi lọc lại cho mình đến khi nào nó hết cái phần bã đi thì mình mới thôi nhé, thì ăn nó không bị sạn ạ. Đây ạ, mình lọc thật kỹ nhé. Cái bã này các bạn bỏ đi cho mình và mình sẽ lọc lại cái nước này một lần nữa ạ. Đây các bạn, lồi cua này các bạn sẽ cho mình vào đây một chút tương ạ. Thừa tương hột nhé. Muối ạ. Các bạn đun lên cho mình nhé. Mình cho chảo lên bếp, cho dầu vào các bạn nhé. Và cho hành vào một khi thêm lên. Cà chua. Một ít muối ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần gạch cua vào. Một chút hạt tiêu. Như thế này là cái phần gạch cua xong rồi nhé. Đây các bạn, nồi canh cua khi mình nấu này nhé, các bạn để ý cho mình không có nó sồi lên ấy, là nó sẽ trào ra và các gạch cua này nó sẽ mất đi nhé. Khi cái nồi canh cua này của các bạn sôi lên nhé, các bạn sẽ hớt cho mình cái phần gạch cua này ra. À, hôm nay mình nấu cái là bí quyết để nấu cho canh cua này có nhiều gạch mà lại ngon nhé. Cái phần cà chua mình xào lúc nãy nên cả cái phần gạch cua các bạn sẽ cho vào cho mình nhé. Thế các bạn, để cho cái gạch cua này của chúng ta có màu vàng đẹp, à cái cua này nhé, các bạn sẽ cho mình vào đây 3 quả trứng ạ. Và lại được nhiều cái nhé. Mình sẽ đánh tan cái phần trứng này với cả cái cua này, cái cua, thịt cua. Đây ạ, bây giờ mình lại cho cái phần gạch này vào trở lại các bạn nhé. Và các bạn không động đũa để cho nó thành từng mảng ra. Bây giờ các bạn sẽ cho mình phần rau thơm vào. Cái rau thơm này cho vào mà chín luôn các bạn nhé. Các bạn có thể ăn với cơm hoặc với bún tùy theo nhé. Muốn nhiều cua cũng được, rất là tốt ạ. Nêm nếm vừa với gia đình nhà mình thì thôi. Tắt bếp thì các bạn có ăn bột ngọt thì mình sẽ cho vào đây một vài thìa bột ngọt nhé. Còn không ăn thì thôi nhé. Tùy theo gia đình của chúng ta. Như vậy là mình đã chia sẻ các bạn cách nấu món canh cua đồng rất là ngon nhé. Và các bạn có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực Việt nhé, để các bạn với phần cái cua rất là ngon như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.